sinh tham gia học trực tuyến môn âm nhạc lớp 2. Các con đã từng nghe tiếng mưa rơi chưa? Mưa rơi xuống làm cho cây cối thêm xanh tươi, ruộng đồng thêm nhiều hoa trái, và con đường trở nên sạch đẹp hơn. Có rất nhiều tác giả miêu tả tiếng mưa như mưa rơi tí tách, mưa ào ào, mưa xào xạc. Hôm nay, cô giới thiệu đến các con một sáng tác của nhạc sĩ Quang Huấn viết về tiếng mưa rơi. Bây giờ chúng ta cùng vào bài học nhé! Chủ đề 4. Thiên nhiên tươi đẹp. Tiết 2. Học hát, giọt mưa và em bé. Thưởng thức âm nhạc. Mục tiêu bài học: các con hát được giai điệu, gõ đệm và hiểu nội dung bài hát Giọt mưa và em bé. Các con nghe và cảm thụ đoạn nhạc qua câu chuyện Vương quốc bánh kẹo của tác giả Tchaikovsky. Bây giờ, cô mời các con nghe giai điệu của bài hát Giọt mưa và em bé nhé. Giọt mưa ơi, anh từ đâu tới đây mà không chịu ngừng rơi cho bầy chim phóng vui. Đập đi đập đi đập đập, đập đi đập đi đập đập. Tiếng mưa rơi đi đập, anh cứ mưa mưa hoài. Rồi anh về nơi đâu, anh giọt mưa mến yêu mà thân hình anh rơi tan tả tới khắp nơi. Đập đi đập đi đập đập, đập đi đập đi đập đập, khiến anh rơi đi đập, vui vui thật là vui. Đập đi đập đi đập đập, đập đi đập đi đập đập, khiến anh rơi đi đập, vui vui thật là vui. Đập đi đập đi đập đập, đập đi đập đi đập đập, khiến anh rơi đi đập, vui vui thật là khi vào học hát. Các con đọc lời bài theo tiết tấu lời ca cùng với cô nhé. Bài hát này có hai lời hát và cô chia câu như sau. Câu 1 từ đầu cho tới tới đây. Câu 2 tiếp theo cho tới hót vui. Câu 3 đốt đi đột đột lặp lại 2 lần. Và câu 4 là câu còn lại. Các con hát hết câu 1. Chúng ta sẽ hát tiếp câu 2. Rồi anh về nơi các con nhìn thấy dấu quay lại. Chúng ta sẽ hát tiếp lên dấu quay lại ở trên. Ngay chữ đâu, rồi anh về nơi đâu, anh giọt mưa mến yêu. Chúng ta sẽ hát hết lời 2. Tới tiếng anh rơi đi, các con nhìn thấy dấu 3 chấm. Chúng ta sẽ hát xuống dưới đây. Đột, vui vui thật là vui để kết thúc bài. Các con đọc cùng với cô nhé. Giọt mưa và em bé. Nhạc và lời Quang Huấn. Này anh giọt mưa ơi, anh từ đâu tới đây mà không chịu ngừng rơi cho bầy chim hót vui. Đốt đi đột đột. Đốt đi đột đột. Tiếng mưa rơi đi đột, anh cứ mưa mưa hoài. Rồi anh về nơi đâu, anh giọt mưa mến yêu mà thân hình anh rơi tan tả tơi khắp nơi. Đốt đi đột đột. Đốt đi đột đột. Tiếng anh rơi đi đột, vui vui thật là vui. Bây giờ, chúng ta vào tập hát từng câu nhé. Cô mời các con nghe giai điệu của câu 1, lời 1.
nghe và hát theo câu 1 của lời 1 nhé. Này anh giọt mưa ơi, anh từ đâu tới đây? Một lần nữa, cô mời các con hát câu 1 nào. Các con nghe giai điệu của câu 2 lời 1, 1, 2. Mà không chịu ngừng rơi cho bầy chim hót vui. Các con hát câu 2 lời 1 nhé. 1, 2. Mà không chịu ngừng rơi cho bầy chim hót vui. Các con hát lại một lần nữa nào. 1, 2. Bây giờ, chúng ta sẽ nối câu 1 và câu 2 của lời 1. Các con nghe và hát theo nhé. Này anh giọt mưa ơi, anh từ đâu tới đây? Mà không chịu ngừng rơi cho bầy chim hót vui. Các con hát lại một lần nữa câu 1 và câu 2 nào. Chúng ta chuyển sang câu 3. Cô mời các con nghe giai điệu của câu 3 lời 1. 1, 2. Đập đi đập đi đập đập, đập đi đập đi đập đập. Các con nghe và hát theo nhé. 1, 2. Đập đi đập đi đập đập, đập đi đập đi đập đập. Cô mời các con hát câu 3 một lần nữa nào. 1, 2. Chúng ta chuyển sang câu 4 của lời 1. Cô mời các con nghe giai điệu nhé. 1, 2. Tiếng mưa rơi đi đập, anh cứ mơ mơ hoài. Các con nghe và hát theo nào. 1, 2. Tiếng mưa rơi đi đập, anh cứ mơ mơ hoài. Cô mời các con hát lại một lần nữa câu 4 lời 1. 1, 2. Bây giờ, chúng ta sẽ nối câu 3 và câu 4 của lời 1. Các con nghe và hát theo nhé. 1, 2. Đập đi đập đi đập đập, đập đi đập đi đập đập. Tiếng mưa rơi đi đập, anh cứ mơ mơ hoài. Các con hát lại một lần nữa nào. 1, 2. Bây giờ, các con sẽ nghe giai điệu của cả lời 1 và hát theo nhé. Này anh giọt mưa ơi, anh từ đâu tới đây? Mà không chịu ngừng rơi cho bầy chim hót vui. Đập đi đập đi đập đập, đập đi đập đi đập đập. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển sang lời 2. Các con nghe giai điệu của câu 1 lời 2 nhé. 1, 2. Rồi anh về nơi đâu, anh giọt mưa mến yêu. Các con hát lại nào. 1, 2. Rồi anh về nơi đâu, anh giọt mưa mến yêu. Một lần nữa nha các con. 1, 2. Chúng ta đến với câu 2 của lời 2. Các con nghe giai điệu nhé. 1, 2. Mà thân hình anh rơi, đang cả tơi khắp nơi. Các con nghe và hát theo nhé. 1, 2. Mà thân hình anh rơi, đang cả tơi khắp nơi. Các con hát lại một lần nữa nào. 1, 2.
Bây giờ các con sẽ nối câu 1 và câu 2 của lời 2. Các con nghe và hát theo nhé. 1, 2. Rồi anh về nơi đâu, anh giọt mưa mến yêu, mà thân hình anh rơi, tan cả tơi khắp nơi. Các con hát lại câu 1 và câu 2 của lời 2 nào. 1, 2. Chúng ta chuyển sang câu 3 của lời 2. Câu 3 của lời 2 giai điệu và lời giống y như lời 1. Các con nghe và hát theo nhé. 1, 2. Đập đi đập đi đập đập. Đập đi đập đi đập đập. Một lần nữa nào các con. 1, 2. Đập đi đập đi đập đập. Đập đi đập đi đập đập. Các con hát lại một lần nữa nhé. 1, 2. Chúng ta đến với câu 4 của lời 2, câu cuối cùng của bài hát. Các con nghe giai điệu nhé. 1, 2. Xin anh rơi đi đập, vui vui thật là vui. Các con hát lại nào. 1, 2. Xin anh rơi đi đập, vui vui thật là vui. Một lần nữa, cô mời các con hát lại câu 4 của lời 2. 1, 2. Bây giờ, chúng ta sẽ nối câu 3 và câu 4 của lời 2. Các con nghe và hát theo nhé. 1, 2. Đập đi đập đi đập đập. Đập đi đập đi đập đập. Xin anh rơi đi đập, vui vui thật là vui. Các con hát lại một lần nữa nào. 1, 2. Bây giờ, chúng ta sẽ hát cả lời 2 nhé. 1, 2. Rồi anh về nơi đâu, anh giọt mưa mến yêu, mà thân hình anh rơi, tan cả tơi khắp nơi. Đập đi đập đi đập đập, đập đi đập đi đập đập. Xin anh rơi đi đập, vui vui thật. Bây giờ, cô mời các con hát cả bài hát này nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ gõ theo phát mạnh cho bài hát này. Bài hát viết ở nhịp 4-4. Nhịp 4-4 là nhịp mà trong mỗi ô nhịp có 4 phát, mỗi phát bằng một nốt đen. Phát 1 là phát mạnh, phát 2 là phát nhẹ, phát 3 là phát mạnh vừa và phát 4 là phát nhẹ. Như vậy, chúng ta sẽ gõ ở phát 1 và phát 3. Các con thực hiện cùng với cô nhé! Thank you.
ta vừa gõ theo phát mạnh cho bài hát, còn rất nhiều cách gõ khác như gõ theo nhịp, theo tiết tấu, theo phát. Ở nhà các con thực hiện gõ đệm cho bài nhé. Các con hãy nhắc lại tên của bài hát. Nội dung bài hát. Nhạc sĩ Quang Huấn tường thuật cuộc nói chuyện thân thiết giữa em bé và anh giọt mưa. Trong bài hát, tác giả miêu tả tiếng mưa rơi đi đột, nghe thật vui. Cô hy vọng rằng qua bài hát này, các con cũng sẽ yêu quý thiên nhiên, giống như em bé trong bài hát này nhé. Bây giờ, chúng ta cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo của bài học nào. Hoạt động thưởng thức âm nhạc hôm nay, các con sẽ nghe câu chuyện Vương quốc bánh kẹo, trích đoạn từ vở vũ kịch Kẹp hạt dẻ của tác giả Tchaikovsky. Bây giờ, cô mời các con nghe chuyện nhé. Vương quốc bánh kẹo. Năm mới mang niềm vui và những điều kỳ diệu tới từng đứa trẻ. Tối hôm giao thừa, Clara được bác tặng cho một món quà. Trong hộp là một chú lính kẹp hạt. Từ trước đến nay, Clara chưa có món đồ chơi nào như vậy, nên cô rất thích. Còn em trai không thích đồ chơi con chuột nên đã ném nó đi. Cậu thích đồ chơi của Clara hơn nên dành của cô bé. Sau cuộc giằng co thì chú lính kẹp hạt đồ chơi bị gãy mất một tay. Tối hôm ấy, cô không thể ngủ vì luôn nghĩ về chú lính kẹp hạt và hy vọng bác sẽ sửa lại đồ chơi cho mình. Với một chút hy vọng, Clara đi xuống nhà. Cạnh cây thông Noel là chú lính kẹp hạt đã lành lặn. Clara rất vui, ôm lấy chú lính kẹp hạt và ngủ một giấc ngon lành. Lúc đó, Clara nghe tiếng động. Cô mở mắt ra, nhưng lại nghĩ mình đang mơ, nên cô nhắm mắt lại. Mà không hay biết, ngay lúc đó cô đang bắt đầu một cuộc hành trình đến vùng đất thần tiên. Tiếng động quay lại, như tiếng động của những con chuột làm Clara tỉnh giấc. Lúc này, mọi vật xung quanh cô trở nên to lớn, thay vào đó là cô đã nhỏ lại. Ngay lúc đó, chuột hoàng đế và đám quân lính đang hướng về phía cô. Những con chuột khổng lồ tiến đến gần, khiến Clara không thể chạy thoát. Lúc này, chú lính kẹp hạt cử động và đứng lên. Chú lính kẹp hạt đã giúp Clara leo lên cây thông Noel, chạy trốn trên tầng lầu. Trong khi Clara trốn đi, thì chú lính kẹp hạt đến kho đồ chơi, đập vỡ tủ kính và nhờ sự giúp đỡ của các chú lính chì. Các chú lính chì vội vã theo chân chú lính kẹp hạt xuống dưới phòng khách. Cảnh tượng như một trận chiến đang diễn ra. Không may là quân lính chuột quá đông nên hầu hết các chú lính chì đều bị thương. Bản thân của chú lính kẹp hạt cũng vậy.
Clara bước xuống cầu thang. Cô ném chiếc giày và hét lên. Chiếc giày trúng ngay vào đầu vua chuột. Bất ngờ làm vua chuột ngã xuống sàn nhà. Lũ chuột chấp nhận thua cuộc và rút đi. Clara chạy đến chú lính kẹp hạt đang bất tỉnh, quỳ xuống và khóc. Bỗng một tiên nữ xuất hiện. Tiên nữ dùng phép thuật. Ngay lúc đó, chú lính kẹp hạt biến thành một hoàng tử đẹp trai. Clara hết sức ngạc nhiên và hạnh phúc. Hoàng tử đẹp trai đưa tay ra mời và họ bắt đầu nhảy. Lúc đó, Clara thấy mình đang như bay vào không trung. Một lần nữa, các tiên nữ kẹo que lại xuất hiện trở lại. Các tiên nữ bay cùng Clara và hoàng tử đến một xứ sở kẹo que đầy màu sắc. Thật là một nơi đầy mê hoặc. Tiếng nhạc nổi lên, cả vương quốc bánh kẹo cùng nhảy để chào mừng năm mới đến với sự trở lại của hoàng tử. Một vũ hội được tổ chức cho cư dân vương quốc bánh kẹo với rất nhiều điệu nhảy đến từ khắp nơi trên thế giới. Cả vương quốc ngập tràn trong niềm hạnh phúc và những vũ điệu tưng bừng. Tiếng nhạc kết thúc, Clara nghe tiếng mẹ gọi. Cô bé mở mắt ra, nhìn xung quanh và thấy chú lính kẹp hạt đang nằm trên vạt áo. Clara vui vẻ nhắm mắt và quay lại giấc mơ của mình. Các con hãy nhắc lại tên của câu chuyện. Vương quốc bánh kẹo. Các con thích nhân vật nào trong câu chuyện? Vì sao? Các con có thể xem lại clip và kể lại cho cô và các bạn cùng nghe nhé. Các con hãy nhắc lại tên của bài học hôm nay. Học hát, giọt mưa và em bé, thưởng thức âm nhạc. Các con học được những gì? Bài học hôm nay, các con hát được giai điệu, gõ đệm và hiểu nội dung bài hát Giọt mưa và em bé. Các con nghe và cảm thụ đoạn nhạc qua câu chuyện Vương quốc bánh kẹo của tác giả Tchaikovsky. Bài học của chúng ta tới đây là hết rồi. Các con cố gắng hát thuộc giai điệu và gõ đệm, vận động cho bài hát Giọt mưa và em bé. Các con xem trước bài đọc nhạc và nhạc cụ, chuẩn bị cho tiết học sau nhé. Bây giờ, cô phải chào tạm biệt các con rồi. Cô chúc các con và cả gia đình giữ sức khỏe thật tốt nhé. Một lần nữa, cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào tiết học sau.